Chúng ta sẽ coi trận chiến khu silver chung cụm silver mới, nhưng mà xuất hiện 200 với lại 170 khá nhiều. Không, hiện tại là mạnh nhất bên silver chung là 72. 72 hay là 75 cái ạc mà 360 triệu lượt chiến á. Là một con tướng nó 75, 75 72 gì á. Nobody hiện tại là con maximum của Nobody luôn, là con CV là 60 triệu lượt chiến. Ôi, thằng Sam này nó là thằng này là thằng con Sam mà 7 sao vàng đó mấy ông. Thằng này là cái thằng mà con Sam 7 sao vàng 5 sao tím đó mấy ông. Nó là cái thằng mà ao hết mọi server luôn đó. Mà cái quả server chung này gộp server nhìn đúng điên luôn, độ server cụm mày 400 gộp với lại mày 790. Hiểu. Này nó ao trình cả cụm luôn rồi, nói làm gì. Này nó 200 mấy chục triệu lượt chiến mà nó cách mấy thằng trong server có 100 triệu mà. Server mới cụm này chắc không có gì nhiều, tại vì nhiều thằng ao lượt chiến. Ôi công lý điếu gì mấy ông ơi, thằng này mà về server cụm cũ, mấy thằng cụm cũ nó quýnh nhiều dễ. Ao lượt chiến thôi. Thằng này 220 triệu lượt chiến lận. Nghe nói là mấy anh em đêm qua đang ngồi làm, mấy anh em ngồi đồn là ra con phượng UR. cách mà để khắc chế một con tướng khi nó quá mạnh là ra con tướng nó luôn. Ừ, con Sam ít đó rồi cộng quá mạnh bố mày ra Sam ít đâu, con Sam ít đó rồi cộng quá mạnh bố mày ra Sam UR, con Phượng ít đó rồi cộng quá mạnh bố mày ra Phượng UR. Ừ, mày giỏi mày không chơi đi. Game này không lạm phát lượt chiến, game khác chơi. Đúng rồi, game này nó không lạm phát, cho nên là mấy thì do cái câu chuyện đó, do nó không lạm phát lực chiến cho nên là mấy top server người ta không có thích chơi đâu mấy anh em. Có nghĩa là mấy ông gọi là mấy ông có tiền á, mấy ông mà lâu lâu ông đi làm á, mà diện như lâu lâu là sự cam được tiền của vợ á, là cũng cỡ tầm 100 đến 500 á, người ta muốn nạp vô game luôn, nhưng mà người ta làm du của server cũng cỡ 3-4 tháng vậy xong người ta nghỉ game. Mấy ông hiểu không, là người ta out lực chiến luôn, out x10 lực chiến, mấy thằng lực chiến luôn, giống như mấy con game của nhà mấy nhà phát hành ngoài á. Thì người ta thích kiểu như vậy hơn, hoặc là ví dụ nhà phát hành người ta bán ạc, xong rồi mấy ông nó mua cái ạc của nhà phát hành luôn chơi. Đó. Xong rồi còn cái game này nếu có, game này ngày xưa nha là mấy ông chơi đúng không? Là mấy ông phải là cày từ từ, giấy đen thì cũng đâu, giấy tím với lại giấy tính năng chiến thuật là một tuần chỉ mua được 150 thôi. Rồi sau này thì mới cho mua lên 200. Rồi một tuần chỉ được quay bao nhiêu giấy thôi mấy ông ơi. Trời má, là mấy ông phải chơi duy trì lâu lắm. Tướng thì cũng quay ở Awakening 3 là xong thôi, đã gì cũng không được bán trang phục nữa. Đã gì cũng không sơn trang phục tăng đam nữa, mày sơn trang phục tăng đam mày tăng có 1% HP thôi. Đấy. Cho nên là nó mới cân bằng giờ người ta mới đều người chơi mấy anh em, nó meta mà. Là nó có biến số mấy anh em, nó có biến số là nghĩa là anh trên lịch rồi cả 100 triệu được chiến hay 50 triệu được chiến anh vẫn bị thua bình thường. Meta nó thay đổi rồi, anh chỉ cần lao cào là anh gãy liền, còn bên kia là sức mạnh tuyệt đối bằng tiền. Nó giống như con hơi thở mặt trời á, tự nhiên mẹ build 6 con tướng 11 sao xong ra con Akaza, cái một mình con Akaza nó đấm 6 con tướng 11 sao, đúng game. À. Không, thằng này nó ao được chiến thì làm gì cũng đúng mấy anh em, mà nó ao được chiến thì mấy thằng kia có đồ kháng đâu mấy anh em coi đó. Cái trận này của anh Đào là New Blue đó, hai bên bắn qua cái liệt điệt có mấy chục triệu với mấy, thì nó ao được chiến cho nên là nó chém vô cảm giác mấy anh em chém thấy nó lên đam nhiều là gì á. Má nằm đầu khó chịu không. Ôi mẹ, thằng bên đây cũng đâu yếu đâu. Ôi má, thằng bên đây cũng không hề yếu nha. Mẹ thua gần 50 triệu lượt chiến nhưng mà vẫn không dưới cơ nha. Mặn năm đầu xin ngu quá, đụng năm đầu sáu mùa xin con kinh đấy.
Má thằng đĩ năm đầu ngu, mấy hồi sinh con kinh là game khác rồi. Má đúng nó thắng bại tại năm đầu mấy ông à. Miễn năm đầu mà nó hồi sinh con kinh UR bên kia là bên kia có thể lật kèo luôn á, thiệt. Má thằng đĩ năm đầu ngu vậy. Hồi sinh con kinh là win rồi. Ủa kinh bị gấp à? Đâu rồi, gấp chảy rồi chưa? Ủa bị gấp à, nãy giờ được không để ý luôn á. Ủa gấp à? À vậy thôi rồi, vậy là hồi sinh hay rồi đó. Sorry nha. Sorry mấy anh em. Sorry năm đầu nha. Lỡ miệng chửi. Ok, kệ, tháng sau nó cút rồi mấy ông à. Tháng sau nó cút rồi. Chửi thí đi. Tháng sau năm đầu đi bụi rồi mấy anh em. Ờ trả rồi nè, trả về ăn kinh rồi nè. Hèn gì cũng thấy à. Mà ghi muốn tào lao nữa, tự nhiên mẹ con Phượng gấp đựng kinh. Ờ muốn nó đi là nó đi thôi. Quan trọng là mình muốn mấy anh em ạ. Má không ngờ con đĩ win này ra thằng phát làm thay đổi meta nhiều hơn. Mấy con mà bút tóc có khống chế hoặc là có hiệu ứng cái ra thay đổi meta liền mày. Chuyển đồ phủ đầu quá nhân liền. Rồi ok. Rồi trận chung kết thì nó á chết à nãy mình coi trận này rồi quên trận coi trận bán kết. Quên. Bán kết thì nó chiếm thằng trăm triệu. Nó chiếm mấy thằng mà ao gần 100 triệu được chiến. Chắc nó chiếm một lượt bên kia chết mẹ phát 6 con luôn quá. Chắc nó chiếm phát chết 6 con luôn có không? Không sao mình chiếm một phát chết 6 con không? Tôi nghĩ chắc có à. Ờ chết chết một con. Chết được một con. Là con bút tóc. Ôi mẹ gặp tôi mà nhà tôi mà là nhà phát hành á mày, tôi đéo cho con Yuwin chống thường nữa không, mẹ tôi cho con Yuwin chống chuyên dụng. Con Yuwin nó sẽ có hai loại chống luôn, chống con đầu tiên là chống chuyên dụng, còn con chống con sau lưng là chống thường. Má chơi cho nó khó chịu, nhưng mà thôi cho vậy thì nó ung thư quá mẹ, bây giờ nó đã mạnh rồi, bút tóc mà cho chống chuyên dụng thì thôi chứ nó chơi bất tử luôn thiệt. Mấy ông nếu như mấy ông biết không, nếu như tôi là mà up, tôi mà được đi xin việc á, mà vô mấy công ty game á, tôi đố mấy ông luôn, tôi sẽ apply vô bộ phận nào. Tôi mà tôi sẽ gửi CV vô phận nào, được chọn á, mấy ông biết là tôi chọn vô trên bộ phận nào không? Bộ phận nào không? Đố mấy ông luôn, nếu như mà được vô bộ phận làm game á thì mấy ông biết là tôi xin vô bộ phận nào không? Không. Kích nạp em mà vô kích nạp thì em phải đăng ký KPI. Em sai lầm. Em mà vô mấy ông mà kêu đi làm game mà mấy ông đi vô xin vô bộ phận làm, bộ phận kinh doanh là mấy ông bị giết KPI tháng đó mà không đủ giết KPI mấy ông làm tới chết. Mấy ông sai lầm, mấy ông dở. Đó, tôi thấy mấy ông non lắm, mấy ông như bánh xe mà phơi ngoài nắng. Non cực. Giờ này mà kêu đi là kêu làm bên khâu kinh doanh, khâu kích nạp là non. Mấy ông chưa đi xin việc mấy ông. Vô làm bên sáng tạo đồ dùng. Đi sáng tạo skin ra bán cho tụi nó. Đi dĩ skin. Đi dĩ skin, đi dĩ tướng cho tụi nó mấy anh em, dĩ trang bị. Trời ơi, dĩ skin, dĩ trang bị. Trời ơi, chứ tự nhiên đi làm khâu kích nạp xong tới tháng rồi phải đăng ký KPI. Xong rồi đầu tháng đăng ký KPI, cuối tháng rồi báo cáo doanh thu. Trời ơi, mấy dại khờ, đúng là tuổi trẻ. Ôi đi dĩ skin, dĩ skill mấy ông ơi, lên ý tưởng không, mình là mình không biết dĩ nhưng mà mình nằm bên khâu ý tưởng phải không. Mình sẽ miêu tả cái ý tưởng đó ra, mình muốn cái skin như thế nào, xong rồi mình ngồi mình dĩ ra. Tôi muốn cái skill nó như thế này. Rồi cái skill nó chiếm ra rồng ra rắn gì đó, xong rồi cái skin nó kèm theo là phải hiệu ứng. Ví dụ như skin màu xanh thì con rồng nó ra màu xanh, rồi skin màu đỏ thì nó sẽ ra độ đỏ đó.
đó, là tôi sẽ lên, nhưng mà tôi sẽ đồng hành với lại bộ phận kinh doanh đó, để cho kinh doanh để lên làm sao để kích nạp người dùng đó. Thằng dĩ lúc đầu chắc là thằng sướng mấy anh em, đủ thằng làm mới mệt chứ mấy thằng dĩ đó có mệt đâu. Thì câu chuyện nó dễ thôi, tại mấy anh tướng này trừ từ trong anime mà ra. Giờ ví dụ như tôi làm tôi dĩ đúng không, chuẩn bị ra con phượng UR ơi. Bây giờ chuẩn bị ra con phượng UR ơi, tôi lên ý tưởng là tôi muốn con phượng UR á, tôi muốn con phượng UR nó mặc nguyên một bộ giáp, đúng không, một bộ giáp rồng. Skill của nó chỉ là bút khiên lửa cho toàn team đó, đâm DOT. Skill của nó chỉ là quăng lông xuống, rớt từng cái lông cánh trên trời, trên cái lông nó có con mắt đó, nó quăng 6 cái đam AOE, quăng từng quăng 6 cái lông xuống như bản đồ, mỗi cái lông sẽ gây thiêu đốt chuyên dụng đó. Trời ơi, xong bán skin, trời ơi nó phải như vậy không. Game này cần gì ra phim mới ra tướng. Con King UR với con Gwin nó ra phim đéo đâu, con Gwin nó cho luôn bộ Ả Rập rồi mấy anh em nữa. Anh không lỡ, không lỡ mấy em đừng nói vậy. Mình là bộ phận lên ý tưởng, nếu như mà tôi lên ý tưởng là tôi sẽ làm như vậy đó. Thấy không? Chứ bây giờ mấy ông thấy bên